Và như vậy là mình đã làm xong một đôi chim rồi. Mình đã làm xong và chế biến xong đĩa thức ăn của mình nhé. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh ẩm thực tôi yêu. Hôm nay mình có mua con gà này, cà chua này, củ cải, cà rốt về mình đi nấu ăn. Cà chua, củ cải, cà rốt mình để mình làm trang trí nhé. Bây giờ mình đi làm, mình quay lại cho mọi người xem nhé. Đây là miếng củ cải mình đi cắt con chim nha mọi người nha. Mình lấy phần này mình làm con chim này. Đây là một con chim mình vừa làm xong này mọi người này. Bây giờ mình làm đặt vào mình vẽ, mình lấy mẫu luôn. Bây giờ mình đã cắt được thành cái hình rồi. Bây giờ mình đi nạo tỉa một chút nữa cho nó đẹp hơn nhé. Như vậy là mình đã tỉa được đôi chim rồi mọi người ạ. Bây giờ mình đi làm cái cánh cho nó nhé. Bây giờ mình đi làm cái cánh mọi người ạ. Và như vậy là mình đã làm được hai con chim.
và hai bộ cánh của nó. Bây giờ mình đi lắp ghép vào nha mọi người nhá, cho nó thành con chim. Đầu tiên mình lấy hạt đỗ, đỗ đen mình lắp vào làm mắt nhé. Bây giờ mình lấy cái đầu quả ớt này mình làm cái mỏ cho con chim nhé. Mình cho cái tăm vào. Bây giờ mình đi lắp thêm cái cánh nữa là được mọi người ạ. Mình lấy cái tăm này. Và như vậy là mình đã làm xong một đôi chim rồi. Bây giờ mình cho miếng thịt gà vào mình luộc mà. Mình thái mình phần lòng này với lại phần cổ cánh mình cho vào mình nấu với cái củ cải thừa nhé. Bây giờ mình đi xào cái lòng này lên mọi người. Phải nấu nữa nên mình chỉ xào như vậy thôi. Đây là cái nồi gà luộc của mình đây. Mình kiểm tra xem chín chưa. Chín rồi mọi người ạ. Bây giờ mình vớt ra. Vớt ra cho nguội để tí mình đi chặt. Cho cái lòng này vào. Mình cho cái đồ này vào mình nấu luôn. Củ cải thừa với lại cà rốt thừa, làm chim với thừa cho vào làm canh luôn. Mình có 3 quả cà chua này. Bây giờ mình đi tỉa 3 bông hoa nhé mọi người nhé.
Đây mình đã làm được 3 bông hoa đây mọi người ơi. 3 bông hoa của mình đây. Bây giờ mình đi chặt thịt gà nè. Đây mình đã làm xong và chế biến xong đĩa thức ăn của mình nhá. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhá. Mình đã chuẩn bị xong bữa cơm nhé. Bữa cơm nhà mình gồm có đĩa thức ăn và bát canh thôi. Nay mình có việc bận, mình nấu nó đơn giản thôi. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhé. Em mời mọi người ăn cơm cùng gia đình em nhé. Em mời con chú anh chị ăn cơm cùng gia đình con nhé. Con rồi đi ăn cơm nhé. Thịt nó vừa chín tới nó ngon ngọt lắm. Đây cái trắng của em ơi. Bữa cơm nhà em hôm nay đây có đĩa thịt gà là món chính mọi người ạ. Món canh củ cải nấu lòng. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình em nhé. Thôi em xin kết thúc video tại đây mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho ẩm thực tôi yêu nhé. Để ẩm thực tôi yêu ngày được phát triển nhé. Bố con mình cảm ơn các bạn nhé.